em không có một cái mục tiêu lâu dài gì hết, em không có nghĩ lớn gì hết trơn vậy, sao em cứ nghĩ những cái ngắn ngắn gọn gọn vậy? Thiệt chứ, anh thất vọng với em quá. Xin chào, anh tên là Dũng, anh đã quay trở lại rồi đây. Và trong video clip trước, anh đã chia sẻ để giúp các bạn hiểu hơn về stress là một dạng tâm sinh lý phản hồi của cơ thể với những cái vấn đề và những giới hạn của bản thân. Và nếu chúng ta vượt qua được nó, chúng ta sẽ nâng mình lên một cái tầm cao mới. Còn nếu không thì chúng ta sẽ rơi vào sự sợ hãi, tự ti và thậm chí ám ảnh mỗi lần phải nhớ lại cái việc đó. Nhưng mà mỗi cái tính cách của mỗi người lại có những cái tác nhân tạo stress khác nhau. Và để các bạn dễ hình dung thì anh sẽ chia sẻ cái tác nhân stress ở mỗi chủng Lift, Word và Arch sẽ là như nào. Và trong video clip này chúng ta sẽ đến với nhau với chủng tính cách Arch. Sẵn sàng? Let's go! Tác nhân đầu tiên, buộc phải làm một thứ gì đó mới hoàn toàn trong thời gian ngắn. Arch tập trung nhiều hơn về những cách làm và bản chất của một vấn đề. Chính vì vậy họ thường phải dành nhiều thời gian hơn để nghiên cứu một thứ gì đó mới hoàn toàn so với những người bình thường khác. Tại sao cái việc đó lại sinh ra? Cái định nghĩa của nó là gì? Cái quy luật ở đây là sao? Và thứ đó tại sao lại tồn tại? Và nó có được tồn tại lâu hay không? Trong lúc cuộc sống đang chuyển động, việc học, việc làm, yêu đương, tình cảm, gia đình, và chỉ cần có bất cứ một thứ gì đó mới phát sinh ra thì người chủng Arch sẽ cảm thấy rằng hơi băn khoăn, lo lắng và mệt mỏi. Họ sẽ băn khoăn cái chuyện là ủa tại sao thứ này lại xuất hiện? Ủa tại sao việc này lại xảy ra với mình? Ủa sắp tới mình cần phải làm gì? Ủa vậy là sao? Và rất nhiều những người chủng Arch trong giai đoạn này họ sẽ bắt đầu stress. Họ bắt đầu lăn tăn và băn khoăn nhiều thứ. Và sau cùng họ rất là dễ chọn cách từ chối những cái mới đến với mình. Và thậm chí họ có thể bỏ lỡ những cái cơ hội trong công việc, trong cuộc sống mà mình biết rằng nó sẽ tốt cho tương lai của mình. Tác nhân thứ hai là không biết tất cả những thứ mình đang làm có thật sự đúng hay không, được dẫn dắt bởi bản chất vấn đề. Vì vậy Arch rất quan trọng chuyện đúng, sai. Và cái nỗi sợ sai, sợ bị chỉ trích sẽ luôn luôn thường trực bên trong họ. Chính vì vậy khi họ đang học hoặc đang làm một gì đó rất là bình thường, tự nhiên có một cái sự thay đổi nó đến và nó ảnh hưởng trực tiếp đến những cái cách suy nghĩ, những cái quy trình bên trong bản thân họ. Lúc đầu họ cũng nghĩ là ok, chắc cũng chả sao đâu, từ từ mình sẽ thay đổi, mọi thứ sẽ ổn thôi. Và cho đến khi bắt đầu bước vào thực hiện, bắt đầu nhìn thấy rằng là cái việc này ủa sao nó lạ quá vậy ta, việc này ủa sao nó cũng lại lạ quá vậy. Và rồi bắt đầu nhiều thứ mới mẻ khác bắt đầu xuất hiện. Và chú Arch bắt đầu băn khoăn là vậy thì từ trước giờ những cái thứ mình đang làm á là đúng hay là sai, vậy như thế nào là đúng và như thế nào là sai. Và rồi quay ngược trở lại, nghi ngờ lại tất cả những cái định nghĩa và những cái suy nghĩ trước đó. Và rồi sau đó Arch sẽ bắt đầu băn khoăn vậy thì giờ mình nên làm gì, và rồi mơ hồ với tất cả những thứ xung quanh. Và lúc này Arch sẽ bắt đầu stress và nghi ngờ mọi thứ. Tác nhân số 3, khi bị bắt phải nghĩ về một tương lai hoặc là một viễn cảnh quá xa xôi. Em có tin á là gì, là mình có thể có ngày đạt được 1 triệu subscribe khi mà em làm YouTube không? Dạ em không biết nữa. Em có tin là em chắc chắn làm được không? Dạ cái này em cũng không chắc nữa. Rồi em có tin là anh nhất định sẽ giúp cho em đạt được chuyện đó không? Dạ em không biết. Sao hỏi cái gì em cũng biết đó vậy? Em không có một cái mục tiêu lâu dài gì hết, em không có nghĩ lớn gì hết trơn vậy, sao em cứ nghĩ những cái ngắn ngắn gọn gọn vậy? Thiệt chứ, anh thất vọng với em quá. Gợi mở về một tương lai tươi sáng sẽ là thứ mà mọi người sẽ hay làm để củng cố vào niềm tin của bản thân. Tuy nhiên đối với chúng Arch thì đó lại là một thứ gì đó quá là xa xỉ và thậm chí sẽ phản tác dụng. Khi bạn nói với chúng Arch về những thứ rất là mơ hồ và xa xôi thì đối với Arch thì họ thay vì sẽ cảm thấy có nhiều niềm tin thì chen vào đó là những nỗi sợ, nỗi lo, không biết là mình có làm được không trời. Rồi những cái đó mình hứa xong mình không làm được thì nhục lắm. Rồi có chắc là mình sẽ ok không ta? Vì vậy, mục tiêu càng dài, càng xa thì sẽ lấp vào đó vào những cái nỗi lo, nỗi sợ càng nhiều. Và cứ như vậy chúng Arch sẽ rơi vào stress. Okay, tóm cái quần lại ha, để cho các bạn chúng Arch dễ hiểu là sẽ có 3 cái yếu tố sẽ làm những tác nhân ảnh hưởng tới mình. Một là sự mới mẻ và sự thay đổi trong công việc, cuộc sống. Thứ hai là việc đúng sai của những thứ mình đang làm. Và thứ ba, đó chính là nghĩ về một viễn cảnh quá là xa xôi. Và những thứ đó sẽ rất dễ khiến các bạn stress đấy.
Rồi, bạn làm sao để muốn một đường quyền, đúng không? Để hóa giải tất cả những việc đó. Khó nha. Ok. Rồi, thật ra nghe, thật ra nó cũng đơn giản lắm nha các bạn chúng ash. Anh nói vậy thôi chứ cũng không quá khó đâu. Thật ra cái việc mà các bạn đang xem cái clip này đến cái giờ phút này, được không? Ok ha. Và nhìn những cái tác nhân đó và nhớ lại những cái tình huống mà các bạn gặp phải, cũng như là cái tình trạng stress hiện tại của mình. Thì nếu đâu đó các bạn nhìn ra được một số thứ và nó khiến cho mình à, thì ra là do thằng này mà nó bị stress nè. À, thì ra là do thằng này. Ok. Hoặc là nếu các bạn chưa nhận ra được cái gì hết, ok, thì có thể comment cái tình huống của các bạn ở phía dưới cái video clip này. Anh sẽ đọc, hiểu và hướng dẫn các cách để các bạn nhận ra. Và thật ra cái việc đó ha, đó chính là bước đầu tiên trong cái việc giúp các bạn có thể hóa giải được cái stress này. Đó chính là việc tìm ra được cái nguyên nhân để dẫn đến cái việc stress của các bạn. Và khi đã xác định được chính xác cái tác nhân để tạo ra stress của bản thân của mình ở thời điểm hiện tại, thì việc tiếp theo, thật ra đối với chúng us, cái việc giải quyết nó cũng có thể nhanh một chút cũng được, rồi từ từ một chút cũng chả sao. Tuy nhiên, us cần lưu ý thêm một chuyện nữa là hãy cố gắng giải quyết nó trong một trạng thái thoải mái nhất. Nghĩa là gì? Nghĩa là hãy quay ngược trở lại, ăn uống và ngơi đầy đủ, sắp xếp cho mình cái khung giờ làm sao để đảm bảo một thứ thoải mái nhất và có sự cân bằng. Thì khi đó bạn mới giải quyết được cái việc này một cách triệt để được. Và đến giờ phút này, anh tin chắc chắn các bạn chúng us khi xác định được chính xác cái nguyên nhân tạo ra stress của mình, thì các bạn đã phần nào cảm thấy thoải mái và bắt đầu có cho mình một hai cái hướng trong đầu để có hướng giải quyết tiếp theo của mình. Tuy nhiên, có một cái lưu ý cho các bạn, thì đa phần những bạn chúng us mà trong cái giai đoạn stress, các bạn rất là dễ quên ăn, quên ngủ, quên chải lại tóc tai. Và thường là gì? Là các bạn sẽ có một cái trạng thái không tốt nếu như các bạn nhảy vào giải quyết vấn đề. Chính vì vậy, lùi nhẹ lại một bước, ok, ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ và đảm bảo cho mình một trạng thái tốt nhất, và rồi sau đó hãy quay trở lại giải quyết cái vấn đề đó, thì các bạn sẽ vượt qua nó một cách triệt để hơn rất rất nhiều. Ok, vậy là đã hết cái nội dung video clip và những cái tác nhân ảnh hưởng đến stress của chúng us. Đối với chủng word và chủng lip sẽ là những cái nội dung trong những cái tuần tiếp theo. Và nếu như các bạn thấy rằng những cái nội dung video clip này hữu ích với các bạn, hãy like, share hoặc subscribe để anh và ekip biết, để bắt đầu có nhiều động lực hơn để ra những video clip tiếp theo.